Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một kiosk kinh doanh đang được chủ nhà chào cho thuê. Kiosk này thì có chiều ngang là 3m và chiều dài 12m. Phía trước quý vị sẽ có thêm một cái phần lề với độ rộng 2m. Nói chung là cực kỳ thích hợp cho công việc kinh doanh, nhất là kinh doanh ăn uống nè, kinh doanh nước giải khát hoặc là kinh doanh spa. Kiosk này tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, gần với vị trí giao cắt giữa Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài nối xuống khu đô thị nước Mỹ Tây Bắc, gần với khu vực bến tàu Phú Quốc, cho nên có thể nói là cực kỳ thuận lợi cho công việc kinh doanh, bởi vì dân cư khu vực này rất là đông đúc với một lượng xe lưu thông lớn mỗi ngày. Đặc biệt là căn nhà cũng nằm gần với vị trí của các trường học, cụ thể chúng ta sẽ có trường cấp 1 và Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, rồi chúng ta sẽ có trường cấp 3 Nguyễn Trung Trực, và đặc biệt là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là một con đường có độ rộng lên đến 7m, xe ô tô ra vào thoải mái luôn quý vị. Nói chung là cái nơi kinh doanh cực kỳ đắc địa nha quý vị. Đó chính là phần lề nè, phía trước nè, và căn nhà có hướng chính là hướng đông nam. Đây là bên trong nè quý vị, bên trong thì cũng được thiết kế hoàn chỉnh hết rồi quý vị. Sau khi thuê thì chỉ việc tiến hành công việc kinh doanh thôi. Chúng ta sẽ có một cái kiosk với tổng chiều dài lên đến 12m và có luôn phòng vệ sinh bên trong nha quý vị. Đây, mình sẽ đi vào cho quý vị xem nè, phòng vệ sinh với cửa nhôm kính mờ, không gian bên trong nè quý vị cũng khá là rộng rãi thoải mái. Phần nền thì chủ nhà cho lót thảm giả cỏ, rồi phía trên thì lợp la phong, xung quanh là tường. Ở đây thì quý vị có thể ngăn thêm một lớp cửa kính nè, nếu quý vị muốn làm tiệm tóc hay là spa. Còn mặc định thì nó có sẵn một cái lớp cửa sắt rồi, quý vị thấy không, có lượng xe lưu thông rất là lớn mỗi ngày luôn quý vị. Do đó đây là cái nơi mà quý vị kinh doanh cực kỳ lý tưởng luôn nè, quý vị thấy không. Xa xa cái chính là vị trí của đường Nguyễn Văn Khiến quý vị, và xa nữa chính là vị trí của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nó dài để đi thẳng xuống khu đô thị nước Mỹ Tây Bắc luôn. Ở đây quý vị cũng có thể kinh doanh photocopy hay là những cái dịch vụ văn phòng cũng rất là tiện lợi, bởi vì ở đây cũng có lượng học sinh sinh viên khá là lớn. Và hiện trạng thì chủ nhà đang kinh doanh nước ép, nhưng mà do không có thời gian quản lý cho nên họ đã ngưng rồi. Do đó khi quý vị thuê thì những cái bàn ghế này nè, những cái kệ này nè, chủ nhà sẽ thanh lý lại cho quý vị với một cái mức giá của nó là tốt, hay nói thẳng là giá rẻ đó quý vị. Ở đây có sẵn quạt nè, rồi có điện đầy đủ nữa quý vị, có wifi luôn nè. Và hiện tại thì kiosk này đang được chào cho thuê với mức giá là 4.500.000 đồng một tháng. Quý vị thuê tối thiểu là một tháng, tối đa thì không giới hạn. Và nếu quý vị nào quan tâm đến kiosk này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.